Dạ chồng em mất lúc nhóc này nó được 3 tháng. Em sợ em chết con em không có chỗ ở chứ trời. Không biết ai nuôi. Nằm đêm xuống nào phải suy nghĩ. Suy nghĩ lỡ như em chết rồi. Không biết con em là sao á. Con muốn là mẹ con sống với con với đời. Con sợ điều gì nhất hiện tại? Con sợ là mẹ con chết. Nhiều khi em suy nghĩ quẩn em nói mẹ mấy mẹ con chết hết định giải thoát cho mình, giải thoát cho tụi nhỏ để nó sống với mình. Nó khổ quá. À, chết mà con chết thì em cho ai lỡ như thí dụ như vợ ta nói ta thương con em mày về sao để con em nó khổ rồi sao? Nói mẹ là mẹ chết con cũng chết thì mẹ luôn chứ con không muốn bỏ mẹ chết một mình đâu. Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng gửi lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Bến Tre. Hôm nay thì Đồng được một người cô khán giả xem kênh có gửi hình ảnh cũng như lời giới thiệu để đến thăm một hoàn cảnh rất là thương tâm. Nghe cô chia sẻ sơ sơ đó là bốn người con và người mẹ. Thì hiện tại người cha vừa mới qua đời, người mẹ thì bị xuất huyết não hay màng não gì đó. Hiện tại thì có một người con gái rất là dễ thương xinh xắn, mới 15 tuổi thôi, buộc phải nghỉ học cùng với người em đang học lớp 4, lớp 5 gì đó, nghỉ học để bán vé số nuôi mẹ. Thì con chào cô nhé. Cô dạ, có thể cô cho con với ông bà, cô bác biết được cô tên gì không? Cô là cô Phan Thị Kiều, cô hiện đang công tác ở tại Hội Hỗ trợ Bệnh nhân nghèo huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Dạ, hôm nay thì cô muốn chia sẻ cùng con với quý ông bà, cô bác là hoàn cảnh như thế nào cô? Cô thì cô rất là... cô thường hay đi làm công tác thiện nguyện nên đó là cô thấy cái trường hợp cái hoàn cảnh gia đình này được cái anh họ chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Phước Hiệp giới thiệu cho cô là nhờ cô đi vận động để hỗ trợ cái gia đình này hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì cô ngày 28 là cô có xuống, thì cô xuống cô trực tiếp cô thấy cái hoàn cảnh gia đình này rất là khó khăn, cô không cầm được nước mắt. Như là cháu họ cô hỏi cháu bé mà hiện giờ mới 13 tuổi mà làm cái rường cột của gia đình là hàng ngày đi bán giấy số để là lời là 100.000 để dành thuốc để mua cho mẹ, rồi tiền trong cái phần 100.000 đó là làm tiền để chi tiêu cho năm mẹ con hàng ngày trong gia đình. Thì cô thấy rất là thương tâm, rồi cô thấy hoàn cảnh vậy cô mới hỏi là cháu ơi bây giờ em của chị của con là chưa được 15 tuổi thì đi xin việc làm thì rất là khó, rồi con là mới học lớp 3 phải nghỉ học để đi bán giấy số kiếm tiền nuôi mẹ, nuôi mẹ bệnh rồi là phải đưa rước em đi học nữa, con mới 11 tuổi mà 13 tuổi mà con phải làm rường cột của nhà, con có suy nghĩ con có ước mơ gì không? Thì cháu trả lời với cô là con bây giờ con chỉ ước mơ là có một chiếc xe đạp điện cũ để con lên Mỏ Cày con mua với con lấy giấy số về con bán rồi con đưa rước em đi học, tại vì đây lên Mỏ Cày đường rất là xa. Nghe nói là người cha cũng qua đời hả con? Người cha là qua đời năm 20 ở Bình Dương á con, rồi bên nội là bốn mẹ con á, là năm mẹ con là sinh sống không được nên là dắt díu về ở đây là sống tạm với gia đình mẹ ruột, nhưng mà mẹ ruột là cũng ở nhà của người cậu. Yeah. Để nuôi bà ngoại giờ thôi giờ là ừ. ở tạm ở tạm thôi. Yeah. Chứ không có nhà. Yeah. Chắc hoàn cảnh rất là khó khăn. Hiểu rõ hoàn cảnh thì bây giờ thì Đồng kính mời quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm vào trực tiếp đó trò chuyện với gia đình thì sẽ biết câu chuyện rõ hơn cô nha. Con cũng chúc cô nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cô. Dạ dạ. Rồi. Ở đây là hồi nãy giờ cô chia sẻ quý cô chú chị, đây là ngôi nhà mấy mẹ con đang ở tạm thôi, ở nhờ. Gọi là ở nhờ gia đình á, bên cậu á. Đây ngồi nhà cũng là nhà tranh. Nền này là cũng bằng nền đất hết. Em chào chị nhé. Chào gia đình. Ôi à, bốn người con luôn. Chị cho em kẹp cái mic này cho chị. Chị hôm nay thì không để bé ngồi đó sao? Thì em được người cô á, hình như bên hội khuyến trợ người nghèo gì đó. Có gửi hình ảnh cũng như giới thiệu gia đình mình nhé. Trước khi trò chuyện thì chị có thể cho em với ông bà, cô bác biết được chị tên gì không? Dạ em tên Hạnh. Chị Hạnh năm nay nhiêu tuổi chị Hạnh? Dạ em năm nay em 91. Ủa còn trẻ chứ ạ? Dạ. 91 là năm nay mới 33, 34 nhỉ? Dạ.
À, hiện tại thì chị Hạnh làm công việc gì? Dạ em bị bệnh nên là em mới hết, em chưa có đi làm gì được hết. Ủa chị Hạnh là bị bệnh gì chị Hạnh? Dạ em bị viêm màng não nấm. Viêm màng não nấm? Dạ. Ủa cái này thì bị chị Hạnh bị lâu chưa? Dạ em bị hồi lúc trước Tết cũng nay cũng gần cả 6-7 tháng rồi. Hèn gì em vô nhìn chị Hạnh rất là gầy và xanh xao nhá. Là bữa nay em về là em đỡ rồi, tại em nhập viện em về nay được mấy tháng rồi. Là mình nằm viện lâu không chị? Dạ nằm cũng tháng mấy, em nằm ở nhiệt đới là một tháng á. Ôi giời. Là cái bệnh đó là nghĩa là sao, cái màng não mình là bị... Trong não em nó có nấm, mà em thì dạng như là nấm nấm nó ăn hơn nửa não rồi. Là em là bác sĩ trả về rồi, kiểu như là xạ trị thuốc sức khỏe em không có. Rồi cũng nằm viện, rồi nhà cũng chạy dai đi, rồi để cố gắng lo thuốc. Rồi nhờ là... em hợp thuốc nên em... đỡ. Là bác sĩ trả về là sao, chạy là chạy à? Vậy như em chỉ còn có 1% sống thôi á. Dạ. Rồi nhưng mà lúc mà trị vô điều trị thuốc á là em hơi em chịu như em xạ trị vậy. Dạ. Dạ hiện tại thì là chị mới xuất viện hả? Dạ em xuất viện nay hồi trước Tết lận. Nhưng mà sức khỏe em giờ nó không có như người ta. Ví dụ như em chỉ có ngồi nói chuyện vậy thôi chứ muốn mệt là mệt. Tại cái đầu em và trong não em nó còn có nước. À, hình là như nó... không biết có phải ảnh hưởng não hay không. Em thấy cái khuôn mặt của chị cũng bị có bị biến đổi hả chị? Dạ em giờ là em đỡ, hồi trước là em xạ trị thuốc á, nó bị ăn vô trong cái mặt nó nám hết trơn à. Thuốc nó ấy á. Là thuốc nó ăn vô hay sao? Dạ em bị y như cái chai thuốc mà xạ trị á, là lúc mà vô truyền quá chất vô là em nó nóng trong người rồi, bắt đầu nó mặt mày em nó nám nó cháy hết trơn à. Rồi bây giờ về là em điều trị thuốc, uống thuốc nên nó đỡ, còn lúc mà trong quá trình mà bệnh á là nằm điều trị thuốc là em ngày nào cũng lấy tỷ em á. Ủa rồi là em nghe cô nói là chồng chị cũng mất rồi hả? Dạ chồng em mất lúc thằng nhóc này nó được 3 tháng. Ủa là sao mất chị? Anh bị xuất huyết bao tử. Là xuất huyết bao tử mà chắc biết bị mà không biết bệnh hả? Dạ không biết tới chuyện chứ bệnh đó thì... hình như có chữa được. Ảnh là dạng như chuyển qua nhà thì không có đi khám, nhưng mà là ảnh bệnh rồi, ảnh trong vòng từ lúc mà ảnh bệnh tới ảnh mất là chưa được 1 tháng. Trời ơi. Là ảnh mất. Là bé kia mới được 1 tháng hả? Dạ em bé này được 3 tháng, sanh được 3 tháng. 3 tháng. Hiện tại là chị có 4 người con. Dạ. Rồi em trò chuyện với mấy bé xíu. Con gái con chào ông bà cô bác đi con. Dạ con chào ông bà cô bé. Con tên gì? Con dạ. Giới thiệu cho ông bà cô bác biết được không? Dạ con tên Như. Như năm nay nhiêu tuổi con? Năm nay con 15. Như hiện tại còn đi học không? Dạ không. Ủa 15 tuổi là còn bình thường là học lớp lớp 8 nhỉ? Dạ năm nay con lớp 9. Ủa sao con không đi học nữa? Tại đợt mẹ bệnh con đi nuôi mẹ cái người ta thi xong hết rồi vô thi không kịp nên là con nghỉ luôn. Là con tự động nghỉ hay là mẹ kêu con nghỉ? Dạ con tự động. Rồi là khoảng thời gian mà con nghỉ học vậy thì con có buồn không? Dạ cũng có. Là con khoảng thời gian mà mẹ bệnh trên đó là con là người chăm sóc mẹ hả? Dạ. Có mình con hả? Dạ, con rồi ngoại lên xuống với con rồi về nhà đây. Rồi con trai tiếp theo đâu rồi? Con dạ, bé mà này bé nào mà nói nghỉ học thì ra đây con trai. Bé này là bé này là bé giờ là trụ cột gia đình hả? Đáng giá số. Con thì giới thiệu cho ông bà biết con tên gì? Dạ con tên Đăng Khôi. Khôi năm nay nhiêu tuổi con? Dạ 13. Là Khôi hiện tại là đang học lớp mấy? Dạ con nghỉ học rồi. Ủa con cũng nghỉ học luôn. Rồi sao con nghỉ? Dạ hồi đó lúc mà còn đi học cái mẹ ba con bệnh cái con nghỉ học đi bán vé số. Là cái việc mà nghỉ học đi bán vé số á là con tự nguyện nghỉ hay là mẹ kêu con nghỉ? Dạ con tự nghỉ. Ủa sao con lại có suy nghĩ là nghỉ học đi bán vé số? Tại lúc đó ba bệnh nhà không có tiền cho nên con nghĩ con đi bán vé số xin mẹ đi bán. Khi đó mẹ nói với con sao? Dạ không, con xin mẹ con đi bán à. Và một ngày con bán được mấy tờ? Dạ lúc đó một ngày bán 100 tờ. Hôm nay con có đi bán không? Dạ có. Rồi hôm nay bán được mấy tờ này? Dạ 150. Giỏi chứ người ta, đi sao? Dạ con đi vòng vòng đây có mấy bữa đi mỏ cày đồ bán. Ủa chị ơi, là mấy bé hiện tại là không có bé nào đi học hả? Dạ còn bé này là đang học lớp 2. Bé này thì con tên gì? Dạ con tên Đăng Khánh. Con đi học lớp 2 đúng không? Dạ. Rồi là hàng ngày ai chở bé này đi học? Dạ anh vừa đi bán vé số rồi vừa chở. Vậy là một đứng lên coi cao không? Sao là trụ cột gia đình được ta? Ôi giỏi chứ
Giờ đây là mình bé này đi làm nuôi hết mấy mẹ con luôn. Là đi làm là nuôi thuốc em luôn. Tại vì em giờ là thuốc viêm màng não của em là không có bảo hiểm, không có phát. Là em phải mua ở ngoài, là đi làm là bán cái số rồi lấy tiền. Giỏi dữ ta. Là căn bệnh của chị là hiện tại là theo như ngồi xuống đi con, là bác sĩ nói thì mình có khả năng hồi phục không chị? Dạ em phải điều trị thuốc tới khoảng tầm 2 tới 3 năm. Đến khi nào mà trong cái não em mà thật sự là nó khỏe, nó không còn nóng nữa. Tại vì cái bệnh này là bác sĩ nói em dễ bị tái nhiễm trở lại lắm. Tại vì tái nhiễm lại mà mỗi lần vậy là nấm nó còn nước, não nó còn nước thì nấm nó sẽ tái nhiễm lại. Cho nên là em phải điều trị thuốc là liên tục vậy trong vòng 2 đến 3 năm rồi làm xét nghiệm rồi lại coi cái thật sự là khỏe chưa. Còn bé sau cùng là tên gì chị ha? Dạ nó tên là Công Phước mà ở nhà kêu bằng Kỳ Tích. Kỳ Tích đi học không? Con mấy tuổi rồi? 3 tuổi. 3 tuổi hả? Ừ. Rồi giờ chú dẫn mẹ đi nha. Chị nha, lát là đi với em để đi trị bệnh nha. Sao hả? Con sợ mẹ sao? Con sợ mẹ đi rồi mẹ chết bỏ con lắm. Thực sự mà khi mà hay tin mà nhiễm canh bệnh vậy là chị có sợ mình sẽ bỏ lại mấy người con và ra đi không? Em chỉ sợ là em chết con, em không có chỗ ở chứ trời. Không biết ai nuôi. Là sao không có chỗ ở chị? Hiện tại em lúc đó em ở trọ. Mà mẹ em cũng không có nhà cửa. Con em còn nhỏ. Nhà em cũng không có điều kiện, mà phải chi mẹ em giá giả nuôi được. Cái mà nặng nhất em sợ lúc em mất không ai nuôi con em thôi. Dạ, chị cũng từng nghĩ đến cái giây phút đó rồi hả? Em nằm trong bao mọi sức, em chỉ có sợ nhiêu đó. Dạ, là sợ mình mất đi, lỡ có mệnh hệ gì thì mấy người con không ai nuôi. Thứ nhất là không ai nuôi đó, thứ hai là không có cái nhà để cho nó che nắng che mưa. Ở trọ thì không biết là đi ra đường ở thì sao. Rồi sợ ví dụ như người ta có nuôi thì cũng chia rẽ anh em hết, rồi không biết nó sống làm sao. Dạ. Ơi mẹ không có khóc. Trước đây nhà mình không có đất đai gì hả chị? Dạ không. Này đó ba em lấy chồng mình Dương rồi, cái chồng em mất rồi, cái em về để luôn. Ủa sao mình không ở bên nội? Bên nội không cưu mang mấy cháu hả? Nói chung bên nội cũng khổ, mà nội cũng già rồi nên là không mấy rồi, nên em về đây em tự lập. Lúc đó em còn sức khỏe, em có thể đi làm hồ, đi làm bất cứ cái gì cũng nuôi được con em ngày hai bữa cơm. Ủa là ngày trước là chị đi làm hồ hả? Dạ, em đi làm hồ rồi ai kêu gì em làm đó. Ngày 200-300 ngàn, làm ngày làm đêm gì em cũng làm hết trơn á. Dạ. Là lúc trước em đi làm đâu có cho nó bán gì nữa đâu. Là mấy chị em nhà tự giữ nhau. Rồi đưa rước này đi học. Bởi vì tới chừng em bệnh xuống thì không có tiền nữa, nên là bà ngoại mới rước về đây ở. Bé đó hình như cứ sợ mẹ bỏ con đi. Nó sợ em chết, tại đừng hỏi em bệnh em bỏ con tháng trời á. Giờ về em đi đâu cũng rít vậy á. Sợ dạ. Em đi em bỏ nó, sợ em chết lắm. Nến, con khóc. Con gái con gái thì giờ con lo sợ điều gì nhất? Sợ mẹ mất, mẹ kia. Khoảng thời gian mà con chăm bệnh trên bệnh viện cho mẹ thì bác sĩ nói là tình hình của bệnh mẹ như thế nào? Bệnh của mẹ yếu lắm, giờ là chỉ còn có mấy phần trăm sống mà. Con có thể chia sẻ được không? Ví dụ như giờ lỡ nhá, lỡ một mai mẹ không còn bên cạnh con nữa thì con sẽ làm sao? Con cứ chia sẻ suy nghĩ thật của con đi. Con không biết. Mẹ không có lỡ con. Rồi sao con trai khóc rồi? Sao con? Con sợ mẹ con mất. Con sợ mẹ con mất hả? Sao mẹ mất được? Hả? Sợ mẹ bệnh mẹ mất hả? Dạ. Mẹ thương mẹ, mẹ đâu có. Là kể từ khi mà chồng mà qua đời là mấy mẹ con về sống nhờ đây hả? Dạ không, trước em về là em mướn phòng trọ ở trên chợ Móng Cày á. Tại lúc đó em còn sức khỏe, em có thể tự đi làm kiếm tiền nuôi con em được. Nói chung không có dư giả như người ta, nhưng ngày hai bữa cơm em tự em lo. Nhưng đến lúc em sập bệnh xuống thì em có khả năng để trả tiền phòng trọ nữa. Mà mẹ em thì ở đây ở cũng ở nhờ, phải nuôi thêm bà ngoại nữa. Cho nên là mẹ nói rước về đây ở đi. Chứ giờ em ở trên trọ thì em cũng đâu có làm gì ra tiền đâu, đóng tiền trọ. Hình như hồi nãy cái cô chia sẻ là hình như là khi mà chị sống bên chồng á,
thì cũng có một cái vấn đề gì đó nên sống mới không được đúng không? Dạ, nói chung chuyện nội bộ nhà thì em cũng không muốn nói thêm, nhưng mà chỉ điều là em cảm thấy chồng em mất, điểm tựa em không còn. Rồi em cũng hiểu, em có thể có những cái gì đó khó nói, dạ. Chị không dám nói lên đây, sợ sẽ ảnh hưởng đến những người cha con của mình này, sợ bên nội sẽ làm khó mẹ con nữa đúng không chị? Dạ. Em hiểu, em vào nhìn vào ánh mắt của chị em hiểu. Ủa, rồi sao con gái lại đang học mà tự nhiên là nghỉ, rồi con tính đi làm gì không? Con tính đi kiếm mấy quán ông phụ kiếm tiền ngày ngày về cho em đi học. Ủa chị rồi là bé mà quyết định mà đi làm vậy thì chị có đồng ý không? Em cũng không đồng ý nữa, ước mơ cũng muốn cho nó đi học lại, nhưng mà nó cứ nói là nhờ mẹ bệnh em đi học, còn bữa nay đóng tiền người ta còn bị cô đòi tới đòi lui hoài, rồi giờ con đi học nữa rồi lấy đâu mẹ lo. Thôi để con chờ con làm căn cước được rồi con xin mấy cái quán mà bán thời vụ đâu á, con phụ mẹ tiền lo cho em học, rồi tiền thuốc thì có Nhật em nó lo rồi, nên là nhờ con phụ mẹ tiền thuốc, tiền ăn uống cho mẹ có sức khỏe. Dạ. Yeah. Thương anh này lắm. Đi anh làm mà ai mà đi bán mà lùi anh lên đây coi coi. Con chàng anh trai cho một con cút một ổ bánh mì không ăn, đem về là mấy chị em ngồi ăn chung. Ủa là sao con chia sẻ cái câu chuyện mẹ nói được không? Là sao? Dạ, đi bán mà có mấy cái cô mấy chú gì thương con cho tiền hay là mua đồ cho con thì đem về cho mấy anh em ăn chung. Sao con không ăn một mình mà đưa về đây chị? Hồi. Sao ạ? Đem về cho ăn chung hết cho nó vui. À, là mọi chị mỗi lần mà cậu nhóc này đi, gọi cậu nhóc đi cho nó dễ thương ha. Cậu nhóc này có ai cho miếng ăn vậy là đưa về cho mấy anh em ăn. Về ăn chung, không bao giờ ăn ở ngoài đường, dùng một ly nước. Vậy hả? Còn mà anh thương anh cho 10.000, 20.000 đầu tiên sẽ cầm về hỏi mẹ, mẹ thèm ăn gì không? Con mua về cho mẹ ăn. Trời ơi, nghe mà đau đứt ruột chị. Như con người ta, nít người ta sẽ tự mua bánh hoặc mua kẹo ăn đúng không? Nó không bao giờ để cầm về đưa cho mẹ, là sẽ đầu tiên hỏi mẹ. Em cũng hiểu tại sao bé còn nhỏ mà còn lại có suy nghĩ như người lớn như vậy chị ha. Em cũng không biết nữa. Có là lúc em thấy nó để mưa để nắng cái đường này nước ngập á, đi ra vô em thấy thương lắm, nhưng mà em bất lực tại nhà em đâu có làm gì ra tiền đâu, sức khỏe em không có, thấy con mình nó đi vậy á em đau lòng lắm. Nói chung là nhìn con vậy, giờ ví dụ lứa tuổi của con của chị là giờ chỉ cần học và chỉ ăn học ngủ là ngoan chơi, thôi. Chơi là đâu giỏi rồi. Đâu có phải mà mưu sinh mà vất vả nắng mưa đâu. Dạ. Còn bé là từ giờ là bươn chải một mình. Sáng ngủ dậy là đưa em đi học, xong rồi đi bán xong rồi trưa canh giờ rước em về, rồi lúc đó là nghỉ trưa được xíu, là bắt đầu 1 giờ đưa em đi học là bán tới chiều, chiều rồi rước em về, rồi là bắt đầu là ăn cơm xong là đặt đặt đi bán đi buổi tối nữa. Ừ. Nói chung là nhiều khi mà chắc đêm chị ngủ mà nhìn con mà ngủ ngon thì mệt, chắc chị cũng đau lòng lắm chị nha. Ngủ không được, nằm đêm xuống là phải suy nghĩ là ở như em chết rồi, không biết con em nó làm sao á, phải chi có của để hoặc có nhà cửa gì thì nó ở mình cũng ấm lòng. Giờ mất rồi, ví dụ như em mất đi, con em nó ở đâu? Dạ. Yeah. Là điều chị lo lắng nhất là hiện tại là lỡ mà một ngày mình ra đi đột ngột đúng không? Tại vì căn bệnh này em lúc nào em cũng sợ như đó. Với lại em cũng phải chuẩn bị tinh thần, tại vì bệnh của em cũng phải như người ta, nó tái nhiễm lại mà nhà mình không có tiền nữa, mà cái bệnh em là cần rất là nhiều tiền. Nên là chị cứ lo, chị là chuẩn bị trước mọi thứ tinh thần hả? Em chuẩn bị trước tâm lý, em biết đó, nhưng mà em không có sợ chết. Em chỉ sợ là sợ con em nó không biết nó sống sao. Nghĩa là giờ chết chị không sợ? Em không sợ. Chị sợ là con không biết ai nuôi, con dạ. Không biết dựa dẫm vào ai. Không biết. Rồi mai mốt này con có chỗ ở hay không? Rồi tương lai đó làm sao? Em chỉ sợ như đó rồi chứ giờ chết em không có sợ đâu. Chỉ sợ là sợ mấy đứa nhỏ này không biết làm sao. Bé tại gái con thì con em nó còn quá nhỏ. Bé gái thì còn quá nhỏ, giờ đi làm cũng nguy hiểm á chị ha. Cả tuổi này là tuổi nhà ra đường cũng không có làm bằng ai hết trơn, dễ bị người ta dụng nữa. Ừ. Anh này thì còn nhỏ mà chưa biết gì. Vậy thứ hai nữa là chị bé gái này thì em thấy là khuôn mặt rất là xinh sáng, em sợ, sợ mà đi làm. Đi làm cái quán đồ em cũng sợ. Đúng rồi, lắm rồi. Tuổi này là tuổi nói nó thương hoàn cảnh khó khăn thì, nhưng mà nhiều khi ra đó người ta dụ nó rồi này cái nọ này không biết nữa, rồi tương lai. Lỡ mà con mà đi làm mà xảy ra chuyện gì chắc mẹ cũng không ngồi luôn á. Chị nhờ. Mình khổ bao nhiêu chứ không có để cho con bị tổn thương chị ha. Bởi vậy cứ nói là để con đi làm căn cước, đi bán quán. Em không có cho.
con quán thời vụ là cho nên là dễ, nó dễ có mà ấy lắm, nên em nói thôi, mà nó thì nó không có chịu, nó giờ con phải đi kiếm việc làm con phụ mẹ. Ừ. Giờ con trai này, con trai có điều ước gì cho mẹ không? Con ước là mẹ con sống. Con nhìn lên đây này, con nhìn lên đây nói cho ông bà cô bác bên này, con ước sao? Con ước là mẹ con sống với con với đời. Con sợ điều gì nhất hiện tại? Con sợ là mẹ con chết. Rồi, sợ mẹ con chết, rồi con không biết sống với ai? Con... Hả? Con không biết. Giờ con ôm mẹ, con nói điều gì với mẹ đi. Nói gì điều gì với mẹ đi. Mẹ con bỏ cho mẹ. Bỏ đâu mẹ gọi đi nè. Tội mấy bé là biết sao chị ha, vợ thứ tình thương của cha này, cha cũng mất sớm. Anh khi đó mất chắc còn trẻ chị ha. Dạ, lúc ba nó mất là ba nó 35 tuổi. À, vậy là còn rất là trẻ luôn. Dạ, ba nó mất hồi năm thằng này, năm 2020. Dạ. Chị có bao giờ nghĩ là tại sao những cái biến cố, những cái đau thương lại ập tới gia đình chị một lúc vậy không? Chồng thì vừa mất, chị cũng dính một cái căn bệnh mà cũng hiểm nghèo nữa. Em nói chung là em không biết suy nghĩ sao, cũng không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà cảm thấy cuộc đời nhiều khi em suy nghĩ đến bất đường cùng, nói mua cho thuốc thì em uống, mấy mẹ con chết hết cho đỡ khổ, nhiều khi đi làm cũng ra tiền á, vì hoàn cảnh nó khó khăn, bữa ăn uống rồi này kia nọ, nhiều khi em suy nghĩ quẩn, em nói để mấy mẹ con chết hết định giải thoát cho mình, giải thoát cho tụi nhỏ để nó sống với mình, nó khổ quá. Vậy là chị đã từng nghĩ là mình sẽ mua cái gì đó uống giải thoát cho mấy mẹ trong con? Trong đầu em suy nghĩ nó nhiều lắm, nhưng mà rồi em lại tự em động viên em đó là mình còn sức khỏe, mình phải đi làm. Người ta bao nhiêu người mình nhìn lại người ta, bao nhiêu người có thể người ta sẽ khổ hơn mình nữa. Người ta vừa bệnh hoạn, người ta không kiếm ra tiền, nhưng mà mình có động lực, mình là còn bốn đứa con, ráng cố gắng lên. Tại vì trong xã hội hiện nay em thấy cũng có nhiều trường hợp rơi vào như chị, và những người đó đã từng làm như chị suy nghĩ á, mà khi đó thì tội cho mấy đứa trẻ lắm. Thật sự những đứa trẻ là những đứa trẻ không có tội tình gì hết, đúng chị? Nhưng mà rơi vào hoàn cảnh đó, anh cùng đường suy nghĩ nó quẩn lắm. Chỉ suy nghĩ là mình chết là hết, chứ không có suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà lúc mà mình sáng suốt được, rồi mình không có bỏ. Cứ suy nghĩ là thấy con mình nó sống với mình khổ quá thôi, giờ mình mua mẹ nó liều thuốc về mình uống đi, mấy mẹ con chết là vậy hết. Là mày tính, chị tính là mấy mẹ con ôm nhau chết hả? Đã từng suy nghĩ như vậy luôn hả chị? Dạ. Giờ hiện tại thì trong cái suy nghĩ đó còn không chị? Dạ không. Là tại cái động lực nào mà giúp cho chị vượt qua được cái giai đoạn đó? Tại vì động lực lúc mà em bệnh, nào mà hoại đau đớn á, mà em còn có thể thoát qua được. Hãy mà cứ nghĩ là mình mất rồi, nhưng vẫn nhìn, còn có giờ tới giờ lúc này vẫn còn nhìn các con lớn. Cho nên là em suy nghĩ còn nước còn tát. Với lại nếu mà làm mẹ thì tương lai của tụi nhỏ tội lắm. Giống như này, anh trai này, anh trụ cột gia đình này, anh con cậu nhóc có nói lời gì với mẹ không? Là con sẽ cố gắng như thế nào không để cho mẹ tiếp tục sống không? Dạ con sẽ cố gắng đi bán vé số rồi mỗi tháng mua thuốc cho mẹ uống mau hết bệnh. Ừ, giờ cho thầy hỏi nhé. Tiền con bán về thì con sẽ làm gì? Dạ đưa cho ngoại với lại đưa mẹ để dành mua cho mẹ mua thuốc. Ừ. Con có lấy tiền đó xài không hay là ăn uống không? Dạ không. Sao con không mua cái gì con thích con ăn? Dạ thôi. Sao ạ? Để dành tiền cho ngoại với mẹ nữa. À. Rồi lỡ một ngày mà nào đó mà ví dụ như mẹ có mệnh hệ gì, con có nuôi nổi mấy em không? Con sẽ cố, không nổi cũng sẽ cố. Ừ, hình như do bán vé số làm cho nước da của bạn này là bị cháy nhất trong đi nhà nắng, này ha. Đi con nắng đi nắng không ngày. Hả? À, có bao giờ mà con nản quá con nói thôi nay khỏi bán được không? Dạ có suy nghĩ nhưng mà không có làm. À, con suy nghĩ sao nói chia sẻ cho thầy với ông bà cô bác biết được. Dạ đi mệt quá cái con nghĩ chắc khỏi bán luôn quá, mà con nghĩ thôi chứ con đâu có làm. Ừ, sao con nghĩ rồi sao con không làm? Thôi. Là tại con thương ai? Mẹ mấy em. Con sợ mẹ mấy em là không có cái ăn đúng không? Nếu mà con nghĩ thì con nghĩ là gia đình còn cái gì để ăn không? Con không biết nữa. Nhiều khi con có nghĩ là con bất công với con không? Là bạn bè được đi học mà con phải đi mưu sinh không? Dạ không. Giờ hiện tại con nghỉ học, con đi bán vé số thì gặp bạn bè thì con có ngại không? Dạ không. Thì con có ước được như bạn bè đến trường không? Dạ ước. Con ước sao nói nghe coi. Ước cũng được đi học nhưng mà không được. À.
có gửi lời gì cho mẹ không? Nói gì lời điều gì với mẹ? Chúc mẹ mau hết bệnh ở với tụi con. Con sẽ cố gắng làm sao? Sẽ cố gắng bán những số để mua thuốc cho mẹ. Trời ơi, bé này mà không, bé hình như 9-8 tức tuổi gì á, là chắc là do hoàn cảnh nha. Thì gì nó ra ngoài nó bán á, nhiều khi đi bán ngày lại lúc mà lấy 100 tờ, ngày lại 100 ngàn, bị ta lừa mất hết trơn với số. Về rồi cũng có bị lừa hả? Bị lừa hoài. Ra 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 nói coi coi. Ai mà con quay ra đây nè. Kể chú nghe, chú đòi lại công bằng, ai mà thất đức chứ ta là con bị lừa như thế nào? Dạ hồi đó có cái ông kìa, ông mua cái số con, ông mua 11, 12 tờ, ông nói 10 tờ cái ông không cho con đếm thôi mà cái con lấy lại con đếm thôi mà cái nó ra thành 11 tờ. Rồi cái lúc kìa mấy ông kia kìa, ông mua với số xong rồi cái ông mua 2 tờ, cái ông mua 3 tờ, con nói là 2, 3 tờ xong rồi cái ông mua xong rồi cái nói vậy cái ông lấy với số ông chạy luôn. Rồi con mất nhiều nhất là mấy tờ? Dạ 7 tờ. 7 tờ là mất, bữa đó là coi như là con đi bán không rồi đâu có được lời nữa. Dạ. Rồi con về con khóc hả? Con nói sao với mẹ? Dạ không có khóc nhưng mà con về con ngồi một góc à. Hiện tại mà có điều ước thì con sẽ ước điều gì? Con cũng ước cho em con đi học thật giỏi. Ước cho mẹ con mau hết bệnh. Sao không ước cho con ta? Sao không ước con được đi học? Không biết. Toàn ước cho mẹ cho em không vậy? Đi bán vậy chắc cực lắm nha. Nắng không? Dạ nắng. Nói chung là quý cô chú anh chị ạ, hiện tại thì chắc là chị cũng vào đường cùng rồi, chị mới để cho con bươn chải vậy chị ha. Chứ chị cũng đâu muốn nhìn cảnh thấy cảnh này. Em giờ em chỉ cầu mong là em có sức khỏe, em hồi phục. Tại em khi em có sức khỏe em có thể em đi làm được. Còn như giờ sức khỏe không có, cứ để cho con nó phải bươn chải như vậy mà đi học thiếu thốn nữa. Hình như là bé trai kia sợ mất mẹ lắm. Nó sợ dữ lắm. Tại là khỏi mình bệnh nằm tháng á. Là ảnh cứ điện lên thấy em nằm trong phòng hồi sức á. Yeah. Rồi mọi người nói là nhà ở nhà về chuẩn bị á thì nó em mất nên là nó sợ lắm. Dạ. Nãy giờ cứ khóc ôm mẹ nói mẹ đừng có bỏ con, mẹ đừng có bỏ con. Dạ mà ai mà không về dẫn em đi đâu chút mà không cho đi đâu. À. Là bữa ngày chị nằm viện tới giờ về là cứ ôm lấy mẹ. Đâu em vậy. Mà em thấy chị cả hình như cũng trầm tính chị nhỉ, ít nói nhỉ. Dạ ít nói lắm. Vậy sao đi làm được? Không biết. Ở nhà vậy chị kêu làm gì làm đó, chị biết là phụ mẹ rồi trông em rồi giặt đồ nấu cơm rửa chén rồi tắm rửa em là làm được hết. Dạ. Yeah. Làm vậy đó nhưng mà ít nói lắm, hỏi ít có nói chuyện lắm. Dạ. Yeah. Còn bé này thì ôm mẹ nãy giờ luôn này, không biết ôm chị gì đây để hỏi thăm coi. Sao con trai? Con trai trong này này, con nói gì á? Con sợ mất mẹ không? Con nói đi. Sao hả? Nói chú nghe đi. Nói chú nghe chú giúp nè. Con sợ cái gì? Con sợ mẹ ơi. Con sợ. Nên con sợ cái gì con nói chú nghe. Mẹ đâu có chết đâu, mẹ ngồi đây mà. Là bình thường tối là mấy mẹ con ngủ đâu chị? Dạ ngủ ở đây. Chung một cái giường này hả? Dạ, nằm ngang qua. Rồi, chỗ này thì ngủ tối có tạt không? Dạ không có tạt nhưng mà ngay chỗ này nó bị dột. Cứ mùa mưa xuống là hơi lấy thao hứng mà nhiều khi nó ướt hết trơn à. À. Mưa xuống là nhà nó dột trơn à. Rồi là nhà mình hiện tại đây là chỉ là mình ở tạm thế, đâu phải đất của mình à? Nhà không, cái này là nhà của ông cậu. Rồi em bệnh rồi em không có khả năng để trả tiền cho trọ. Rồi nên em về đây em ở nhờ. Đến khi nào mà em ổn lại được thì em cũng đi chứ không có được ở đây lâu. Sao không được? Tại vì nhà này là nhà của cậu chứ ở nhờ thôi chứ. À. Cậu là bên ngoại nha. Dạ, cậu là em của mẹ. À là cho ở nhờ thôi. Dạ. Rồi là mai mốt ví dụ như ổn ổn thì mấy mẹ con tính đi đâu? Em cũng chưa biết nữa. Nếu mà trời thương cho em có sức khỏe, em đi làm được thì em ra ngoài mướn cái phòng trọ mấy mẹ con ở. Giờ sau khi video này lên, ví dụ ông bà cô bác nào nói muốn là nuôi một số bé thì chị có chịu không? Dạ không. Sao hả? Phải chết mẹ con chết chung với em cho con em. Sao vậy? Ví dụ như đi vậy thì mấy bé sẽ có tương lai hơn. Dạ không. Là chị nhiều người nói với em là cho bớt mấy đứa nhỏ đi cho đỡ gánh nặng, em do sao sao lại chị lại có suy nghĩ đó à? Chết mà con chết thì em cho ai
Lỡ như thí dụ bây giờ ta nói ta thương con em, bây giờ sao để con em nó khổ rồi sao? Ừ. Giờ ví dụ như em đi, em nói là giờ bắt một trong mấy bé này đi nuôi không. Một tuần hoặc một tháng cho về thăm chị một lần. Dạ chị không. Chịu không? Dạ không. Mẹ không? Mẹ không có bỏ cho. Sao hả? Sợ mẹ đi hả? Bé này chưa hiểu chuyện nha. Ui, giờ em mới để ý này, cái lỗ tai của bé như tay Phật đó chị này. Là ra sinh ra là nó vậy hả? Dạ. Đấy, tai như tay Phật luôn. À, mẹ không bỏ cho, nết, nết, nết. Mẹ giỡn á, chú giỡn chứ đâu có bắt cái đứa nào đâu. Đánh là mẹ đánh á. Giờ một như vậy chị, cái điều trị này một tháng thì hết nhiều tiền thuốc không chị? Dạ một tháng khoảng tầm 2 triệu. 2 triệu? Dạ. Là mình uống thuốc cầm chừng thôi hay sao? Dạ, dạ uống cái đó là thuốc liệu điều trị luôn á. À, đặc trị của nó? Dạ. Nhưng mà là đặc trị cho nó là mình phải uống đều, à, không được bỏ. Tại vì bác sĩ lúc đó là cái thuốc này bảo hiểm không có. Em cũng có xin hỏi là có cho em vô bảo hiểm không? Tại vì hoàn cảnh em cũng khó khăn á. Em cũng có trình bày với bác sĩ. Nhưng mà bác sĩ nói cái thuốc này bắt buộc phải mua. Nhưng mà ráng uống đi. Em nói nếu uống chỗ này chắc em uống không nổi. Tại nhà em giờ em còn mấy đứa con nhỏ, em không có tiền mua. Rồi bác sĩ nói là ráng cố gắng uống tầm khoảng 2-3 năm đi. Chứ nếu em không uống thì nó dễ có tái nhiễm lại lắm. Mà một khi nó tái nhiễm lại là nó sẽ nặng hơn đợt đầu. Rồi những khoảng thời gian vừa qua thì chị lấy tiền đâu để thứ nhất là sinh hoạt gia đình này, thứ hai là tiền thuốc cho chị nữa? Dạ, em bệnh em đâm xuống là ảnh xin bán vé số. Bà ngoại đi mượn người ta 1 triệu về đi lấy vé số cho ảnh bán. Nhưng mà vé số ví dụ bé bán lời cho là ngày 100 ngàn đi. Dạ. Tiền ăn tiền uống của gia đình cũng hết gần hết rồi, tiền đâu để dành chị mua thuốc nữa? Dạ, ăn uống nhà em đi cắt kiệm lắm. Ví dụ giàu nhiều khi ảnh đi bán cái người này cho 5-10 ký gạo, rồi người kia cho cục thịt, con cá hoặc là cái trứng, rồi về có cái gì ăn đó. Nói chung là có nhiều khi nấu mì tôm lên chan cơm ăn cũng được, rồi không ra hái trái dừa rồi vô chan làm canh ăn cơm. Quần áo mặc cũng vậy á, đi ra đường cái người này cho bộ hay bộ, người kia cho đồ của người ta, đồ cũ người ta, nhưng mà đồ mới với gia đình em. Tính ra mấy bé giờ nó thiệt thòi nhiều chị ha, thật sự luôn. Giống như hồi nãy bé chia sẻ là đi bán ăn không dám ăn luôn, cái gì cũng mang về cho mẹ cho em hết. Hồi nãy nói điều ước cũng không điều ước cho bản thân luôn, ước cho chị với con em không à. Thì hôm nay em nghe được cô giới thiệu tới thăm hoàn cảnh gia đình mình á, thì đầu tiên em sẽ chia sẻ video này lên kênh của em chị ha, để có tới duyên với ông bà cô bác nào rồi có giúp được. Chị thì hiện tại là chị sẽ mong ước như thế nào? Em mong ước, nếu như mong ước lớn nhất của em là có được căn nhà để che nắng che mưa. Nhưng mà em biết điều đó không bao giờ xảy ra được. Sao tại không xảy ra được? Tại vì hiện tại mình không có đất, cũng qua ăn cơm ngày 2 bữa còn phải trông chờ vô đứa nhỏ. Nên là cái điều ước căn nhà với em nó khó, nó lớn nhiều lắm. Còn mà ước gọi là ước nữa là em chỉ ước em có thật nhiều sức khỏe, nhanh phục hồi lại sức khỏe để em đi làm lo cho con em, không để cho nó phải bươn chải, nó đi nắng đi mưa nữa. Con gái lớn thì còn quá khờ chị ha. Giờ đi làm nó lớn xác vậy chứ nó khờ lắm, chơi với em như nước nít vậy. Và sợ chị đừng có cho bé đi làm những cái việc mà bên ngoài nhá. Em không có cho, nếu dụ đi làm đủ tuổi làm công ty thì cho làm công ty thôi, chứ còn mà làm quán rồi chắc em không cho. Thà nhà mẹ con có gì ăn nói chứ. Hay là lên bán hàng cho thầy đi. Ngồi chỉ nghe điện thoại thôi. Hả? Được không? Đi không? Hả? Sao hả? Qua đây trò chuyện coi. Qua đây. Nói chuyện với thầy kìa. Qua đây đừng sợ. Hay là giờ vậy? Lên trên bán hàng với thầy. Bán hàng online á. Được không? Thôi vậy. Hả? Sao hả? Mẹ ăn bệnh con đâu đó, mẹ đây. Ủa thì con đi thì mà tìm tiền về mới mua nuôi được mẹ chứ. Đúng chị? Hả? Giờ con muốn đi học lại không? Giờ không có, mà giờ con nghỉ lâu quá, con đi học lại. Con nghỉ bao lâu rồi? Nay cũng được nửa tháng rồi chú. Gì là... nửa năm chứ nửa tháng gì trời. Nửa năm. Thế này nửa năm. Đồng tính nhỉ. Dạ. Dạ.
bé này chứ, mấy bé này chắc hiểu chuyện hết chị ha. Có bao giờ mà tối mà ôm mẹ mà nói điều gì không? Ê, anh này với anh này hai ôm mẹ nói mẹ con sợ mẹ chết mẹ bỏ con mẹ anh này nói mẹ mà chết con chết theo mẹ luôn á. Trời ơi, là con nói sao? Con buồn, con nói mẹ chết con buồn, con chết với mẹ luôn. Con sao chết được? Sao mẹ, sao vậy? Mẹ con chết con buồn lắm. Rồi con nói với mẹ sao? Mẹ chết cũng chết cái mẹ luôn chứ con không có muốn bỏ mẹ chết mình không. À là cha bỏ con rồi đúng không? Cha mất dạ. Rồi bỏ con rồi giờ còn chỉ còn mẹ thôi đúng không? Dạ. Là con không muốn mất mẹ đúng không? Dạ. À giờ con biết làm sao để mẹ sống khỏe không? Con muốn con đi học võ mẹ mốt lớn rồi kiếm tiền nuôi với mẹ với anh với em. Phải ráng học giỏi ngoan nha, nghe lời mẹ nha. Được chưa? Dạ. Tội quá quý cô chú chị ạ. Nói chung là trong cái hoàn cảnh này, rơi vào hoàn cảnh của chị thì mới cảm nhận được cái đường cùng của chị được, đúng chị? Đã như nhiều lúc chị nãy, hồi nãy chị tâm sự đã có từng lúc chị nói là hay là mua cái thuốc gì về ôm mấy con rồi đi luôn cho nó nhẹ nhàng. Nhưng mà sau đó vì nhìn thấy những người con này ai cũng kháu khỉnh hết chị ha. Rồi là ai cũng còn một tương lai rất là dài nên chị mới có suy nghĩ lại, đúng chị? Dạ. Dạ. Tội quá. Là giờ hiện tại là chị được bé này đi học thôi hả? Dạ. Rồi bé này có được đi học không? Dạ không, bé này năm nay cũng chuẩn bị vô đi học được nhưng mà em chắc em chưa cho đi. Tại giờ nó đi vô lớp mầm, lớp lá mới lên lớp được lớp 1. Nhưng mà chắc để khi nào ổn mới cho đi học chứ giờ đi học hai ba đứa thì không đủ điều kiện. Thật sự mà khi mà người con mà đi bán vé số không, vậy chị dạ. Có lo không? Dạ lo chứ. Lo điều gì nhất chị? Lo sợ nó đi đường xe cộ này kia nọ. Nó mở ra cái gì vậy? Ngày nào nó đi bán lại nhà cũng chờ. Em thấy con đường vô nhà chị ở đây rất là khó đi. Rồi là bé hàng ngày sao đi được? Dạ, nước nó ngập nữa. Nước bữa nay anh lên vậy là nó đỡ á. Còn mỗi bữa là nước nó ngập lên tới đầu gối á. Là phải đẩy xe xăng đi học là quần xăng tới đây nè. Rồi hai anh em đẩy xe ra đi. Rồi vừa hết nước ngập thì bắt đầu nhà cửa em nói là lầy nhảy vậy đó. Dạ. Hiện tại thì cái gian mà mấy mẹ con ở nhờ đây, quý cô chú chị, là nền đất này. Dưới này là nền đất hết chị ha. Cái này mưa mà ngập vô chắc là sình đầy luôn. Dạ. Ở trên này là lợp bằng tranh hết. Xung quanh là thân bằng lá dừa hết, quý cô chú chị ạ. Và đặc biệt là những cái ngôi nhà bên kia, ngôi nhà của cậu cũng là nhà tranh tạm bỡ thôi. Đó, tất cả là ở đây là bằng nhà tranh vách lá hết. Mà giờ chị đừng có nói thật á. Không phải em cũng không lớn hơn tuổi chị nhiều nhưng mà chị có đừng có những suy nghĩ mà như vậy được nữa không chị? Là làm vậy tội cho mấy đứa bé. Yeah. Thật sự luôn. Yeah. Ví dụ như khi em hỏi nữa là có ông bà nào san sẻ nuôi bé nào mà chị cũng nói là thà ôm con chết chứ không chịu cho con đi. Nếu mà có một tương lai tốt hơn, các bé vẫn về thăm chị thì chị có thể cho bé đi được mà. Dạ không, tại vì em suy nghĩ như vậy nè. Cái gì mình đâu có tìm hiểu người ta, mình đâu có sống trong hoàn cảnh người ta đâu mà mình biết. Chỉ nhìn thấy cái hào quang của người ta bên ngoài, thấy người ta như vậy, nghĩ là con mình như vậy đó, nó sống sẽ tốt. Nhưng lỡ như biết đâu con mình, người ta đâu có mang nặng đẻ đau đâu. Người ta đâu có thương yêu giống như mình đâu. Ví dụ như lỡ như về bên đó mà khổ hơn khi ở với em nữa, rồi lúc đó em ăn hận thôi, hoặc là em muốn làm cái gì cũng đâu làm được đâu. Dạ. Hồi hôm nay thì em đầu tiên là thăm sức khỏe của chị và mấy bé. Sau đó thì em tạm thời sẽ trích một ít quỹ chị ha, gửi cho chị để chị nhất thứ nhất là thuốc thang này, thứ hai là mua đồ ăn những ngày tiếp theo chị ha. Dạ. Nếu mà khi video này đăng tải lên nhận được nhiều sự yêu thương của quý nhà hảo tâm thì em sẽ quay trở lại và giúp đỡ cho mấy mẹ con. Có thể là khi video này lên thì quý cô chú anh chị sẽ có nhiều cái nhìn khác nhau, nhưng mà phải rơi vào hoàn cảnh của chị thì sẽ có những cái suy nghĩ tiêu cực như chị ha. Chứ đâu chị cũng đâu có muốn như vậy đâu. Hôm nay thì xin trích của một chị gái giấu tên ở Tê Sắc Mí là 3 triệu đồng
với Cintiq của anh La ở Mỹ là 2 triệu đồng. Em sẽ gửi tạm thời gửi cho chị trước 5 triệu chị ha. Dạ, em trước tiên là em xin cảm ơn anh đã làm dịp cầu nối để giúp cho Mạnh Thường Quân giúp đỡ mẹ con em vượt qua khó khăn. Vậy cho em gửi lời cảm ơn hai người Mạnh Thường Quân. Dạ, đó là một người là một chị ở Texas ở Mỹ xin giấu tên, một người là anh La ở Mỹ, là chị ở Mỹ xin giấu tên là 3 triệu, anh La là 2 triệu, là 5 triệu. Em xin cảm ơn em gửi chị hai Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ em. 1, em cảm ơn anh. 2, 3, 4, 5 chị ha. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ xin cảm ơn Mạnh Thường Quân ạ. Tôi thì cũng hy vọng là sau khi video của chị đăng tải lên á thì nhận được nhiều sự yêu thương cũng như đồng cảm với quỹ nhà hảo tâm. Thứ nhất là cứu mạng sống chị này, và thứ hai là giúp cho mẹ con, mấy mẹ con có một phần nào đó trong cuộc sống. Và điều em mong mỏi nhất là các bé có thể tới trường, tại vì là các bé còn quá nhỏ, nếu mà được đi học thì sau này thì cuộc đời cũng đỡ cực hơn chị ha. Dạ. Chị có lời chúc hay là gửi gì đến quý ông bà cô bác không? Chúc quý ông bà cô bác thật nhiều sức khỏe. Và em cũng biết hoàn cảnh của em như vậy, có thể có nhiều hoàn cảnh sẽ khổ hơn em, khó khăn hơn em. Chỉ mong quý ông bà cô bác giúp đỡ không riêng hoàn cảnh của em mà nhiều người hoàn cảnh khác, để người ta vượt qua khó khăn, không phải rơi vào những bước đường cùng, xảy ra nhiều những chuyện đau lòng. Dạ. Chủ tịch đỏ xã và gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân tấm lòng vàng của quý nhà tài trợ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Và thôi thì chị cũng đừng suy nghĩ những cái điều xấu xa đó nữa chị ha, những điều xấu nữa. Tại vì biết sao không chị? Em nhìn là các bé, bé nào cũng ngoan hết. Là các bé nào cũng là tai này, tướng mạo này, rất là tuyệt vời luôn. Sau này thì chị cố gắng đi, sau này em tin là mấy bé sẽ thành công. Dạ. Chị ha. Dạ, em cảm ơn anh đã đến đây thăm gia đình em, cũng là người để làm nhịp cầu nối để cho các Mạnh Thường Quân có thể giúp đỡ mẹ con em vượt qua khó khăn. Dạ. Em cảm ơn anh, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Rồi cuối video thì Đồng cũng thay mặt hoàn cảnh của năm mẹ con gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú chị thật nhiều sức khỏe. Hy vọng thì sau thức phim này lên thì được nhiều ông bà đồng cảm cũng như chia sẻ để video tới được nhiều quý cô chú anh chị hơn. Một lần nữa thì chúc chị thật nhiều sức khỏe. Chúc mấy con trai nhé. Con trai lại đây coi. Đồng vẫn thích bé này nhất này, nhỏ vậy mà trụ cột này. Con có gửi lời gì đến ông bà cô bác không? Dạ chúc ông bà cô bác nhiều sức khỏe. Nhiều sức khỏe. Sao nữa? Làm ăn nhiều phát tài phát lộc. Làm ăn phát tài phát lộc. Cố gắng lên nha. Dạ. Đi ra đường nhớ đội nón vô nè. Mai mốt là đem thui như bao công vậy. Hả? Dạ. Rồi con gái gửi lời gì đến ông bà cô bác không con? Dạ, chúc ông bà cô bác có thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Rồi, đừng có khóc nữa con trai nha. Cố gắng lên nha, mẹ không có chết đâu nha. Hả? Rồi một lần nữa thì Đồng thay mặt những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú chị thật nhiều sức khỏe bình an trong cuộc sống. Đến đây thì Đồng sẽ xin kết phép kết thúc video tại đây. Đồng và gia đình chào ông bà cô bác đi con trai.